Để chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Tiếp tục đó là đây là con cầu cào của anh Hải. Wow, quá đã bà con. Cái con thứ hai là muốn đây nữa nè bà con này nè. Ủa, nó quá. Này là con của anh Sáu. Quá độc. Xe gió. Ở mình giờ con này. À, tại thì cánh đồng này ở xã Long Phước, huyện Long Hồ nè bà con. Và hai vậy nè anh Hải. Hải đặt đầu Kubota, tài xế rất là đẹp trai hả bà con. Bây giờ mà đứng đây luôn đi. Đây là cảnh nông thôn ở miền quê nè bà con. Nó nắng quá. Rồi, khỏe rồi, bà con vô đây mát rồi. Cầu cào của anh Hải đang tiến về. Hôm nay đặt tàu Kubota chạy xé gió. Đây vườn cây trong thôn. Này chắc tầm khoảng nửa công rồi. Đúng là cảnh nông thôn rất là đẹp ha bà con. Hiện tại giờ gần 4 giờ rồi, nắng cũng bắt đầu dịu mát rồi. Hôm nay có dịp tiếp xúc với bốn con cầu cào của anh Sáu ở Long Phước Long Hồ. Quá dữ bà con. Bốn con chạy quá dữ. Ô
bên đây là con của anh Sáu nè. Cảnh đẹp, con đẹp quá ha bà con. Nãy này còn trẻ nhưng mà ảnh có hai cái nghề đó bà con. Thường bà con xem thấy những cái cảnh mà đi cầu cầu là có gian ảnh rất là hiền. Kim mà thêm nghề tô hồ nữa. Xem ảnh coi anh kéo được nước như thế nào nha bà con. Bà Dự, này ảnh khoan luôn cái đồ đánh nước là nó bằng cái mũi tàu, ảnh làm rất là đẹp bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm những video mới nhất. Hẹn gặp lại con ở video kế tiếp.